Mặt nạ giấy bồi từng là món đồ chơi yêu thích của trẻ em Hà Thành mỗi dịp Trung Thu. Đến nay, cuộc sống đổi thay muôn hình vạn trạng, khiến những chiếc mặt nạ giấy bồi đang dần biến mất. Hiện còn lại vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan, ngụ tại Hàng Than, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là những người cuối cùng tại khu phố cổ duy trì nghề truyền thống này. Trên căn gác xếp chưa đầy 30m², bà Lan và ông Hòa đang chăm chú tỉ mẩn hoàn thành những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống. Theo bà Đặng Hương Lan, nghề làm mặt nạ giấy bồi là nghề gia truyền ông cha để lại. Ngày xưa thời bao cấp, nhà nào cũng có công việc làm thêm. Hai vợ chồng ông bà sáng đi làm nhà nước, tối về làm mặt nạ giấy. Cứ gắn bó với nghề như một cái duyên, cái nghiệp, tính đến nay đã được hơn 40 năm. Bà Lan nói rằng để tạo nên một chiếc mặt nạ giấy bồi phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ nấu hồ, làm khuôn mặt nạ đến bồi giấy đã phết hồ vào khuôn tạo thành cốt trắng, sau đó đem phơi rồi vẽ màu. Đầu tiên chuẩn bị nguyên liệu, ta phải nấu hồ. Cái hồ đấy là hoàn toàn bằng bột sắn củ trồng ở trên rừng ấy, bột trắng, đổ nước lã, nhưng sau mình nấu chín thì nó lại chuyển ngà ngà màu hơi vàng. Tiếp tục là giấy. Thế thì mỗi một cái khuôn là một mẫu khác nhau. Nhà tôi trên dưới có gần 30 khuôn lớn nhỏ. Đầu tiên là lớp giấy A4, ta quét hồ vào, xong ta xé, ta bồi vào trong khuôn dần dần đấy. Xong từ đó lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, theo giấy dày mỏng đấy, và cái tay mình làm hàng ngày mình biết là độ vừa của nó, ta gấp khuôn lại, gấp mép lại và lấy từ trong khuôn ra thì được gọi là cái phôi mặt nạ cốt trắng. Thì sau đó mình mang ra phơi, phơi từ sáng đến tối là mới khô. Đấy, ví dụ như là một năm có 12 tháng thì mình dùng 8 tháng hay 9 tháng mình làm cái mặt nạ cốt trắng, sau đó còn vài tháng thì mình bố trí là mình làm vẽ sơn. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời sáng tạo ra nhiều mẫu mã mặt nạ giấy bồi với kiểu dáng khác nhau, gia đình bà Lan có tới 30 khuôn lớn nhỏ đều do tự tay hai vợ chồng làm ra. Theo bà Lan, nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, tập trung cao độ. Hôm nào ông bà cũng ngồi liền từ 9 giờ đến 17 giờ để làm mặt nạ. Ngồi lâu, tê chân, mỏi gối, nhưng vì yêu nghề nên ông Hòa, bà Lan vẫn gắn bó đến ngày hôm nay. Hiện nay trên thị trường, mỗi chiếc mặt nạ bồi truyền thống do ông bà làm ra có giá dao động trong khoảng vài chục đến hơn 100.000 một cái, tùy thuộc vào kích cỡ, mẫu mã. Giữa một rừng hàng hóa hỗn tạp, khách hàng đã mua mặt nạ của bà một lần là nhận ra ngay. Bởi những chiếc mặt nạ được làm thủ công tinh xảo, các nếp gấp gọn gàng, màu sắc tươi sáng không lẫn vào đâu được. Trải qua thời gian, có giai đoạn ông bà lao đao khi đồ chơi Trung Quốc xuất hiện tràn ngập thị trường, khiến mặt nạ giấy bồi không thể bán được. Tuy nhiên, lo lắng về độ an toàn của những món đồ chơi không rõ nguồn gốc, nhiều người lại tìm về đồ chơi truyền thống của ông bà. Dù các con không tiếp nối truyền thống, nhưng bà Lan vui mừng cho biết đã tìm thấy truyền nhân để duy trì nghề tổ tiên để lại. Bởi theo bà muốn trao nghề cho những người có cùng đam mê như mình để nét văn hóa dân tộc còn lưu giữ đến đời sau. Đấy thì con cái không theo được thì bây giờ cái nghề của mình sợ mai một nó mất đi thì sau này mình không làm nữa. Mình muốn là trao cho cái người mà cũng đam mê như mình, ấm coi như là vào các cháu sau này, các thế hệ sau này.